Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lưu Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới thưa quý vị. Bản tin đến từ nước Pháp cho biết là quốc gia này đã thông qua dự luật siết chặt quản lý người nhập cư. Quốc hội của Pháp đã thông qua dự luật siết chặt quản lý người nhập cư bất chấp sự phản đối ngay ở trong đảng cầm quyền của Tổng thống Macron. Dự luật do Bộ trưởng Nội vụ là ông Jean Damanan đề nghị. Theo đó, người nước ngoài muốn được hưởng lợi ích an sinh xã hội phải sống ít nhất là 5 năm ở tại Pháp hoặc là 30 tháng đối với người có công việc. Dự luật cũng đưa ra hạn mức tiếp nhận người nhập cư và quy định người có hai quốc tịch sẽ bị tước quốc tịch Pháp nếu như họ bị kết tội. Số người nhập cư ở tại Pháp hiện nay được ước tính là 5.1 triệu người, chiếm 7.6% tổng dân số. Nhà chức trách tin rằng có khoảng 700.000 người nhập cư không có giấy tờ ở tại Pháp chính trị gia bà marine le pen của đảng cực hữu mang tên là tập hợp dân tộc ủng hộ cho dự luật trong khi các thành viên thiên tà ở trong đảng phục hưng của tổng thống macron và các nhóm khác ở trong liên minh cầm quyền thì nói rằng họ không ủng hộ trong đó nhiều bộ trưởng dọa sẽ từ chức nếu như dự luật được thông qua tổng thống macron đã phải triệu tập cuộc họp liên minh cầm quyền ở tại điện élysée trước cuộc bỏ phiếu để xoa dịu các nghị sĩ nói rằng ông sẽ không ký ban hành nếu dự luật được thông qua với lá phiếu ủng hộ của đảng cực hữu tập hợp dân tộc Tỷ lệ phá sản trên toàn cầu vượt cả thời khủng hoảng tài chính năm 2008. Tờ Financial Times trích dẫn dữ liệu từ các văn phòng thống kê quốc gia cho thấy làn sóng phá sản đang cuốn trôi nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu. Tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở Mỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong 12 tháng tính đến tháng 9. Trong khi ở Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu, số vụ phá sản đã tăng 25% từ tháng Giêng đến tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Trên khắp Liên minh châu Âu, số công ty phá sản đã tăng 13% trong 9 tháng, tính đến tháng 9 so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức cao nhất trong 8 năm. Vào tháng 10, Pháp, Hòa Lan và Nhật Bản đã xảy ra số vụ phá sản tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, với phần lớn thành viên là các quốc gia giàu có. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD gần đây cũng báo cáo rằng ở một số quốc gia thành viên, bao gồm các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan, tỷ lệ phá sản đã vượt mức xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Anh và xứ Wales cũng chứng kiến tình trạng vỡ nợ cao nhất kể từ năm 2009 vào khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay. Ông Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng tại công ty tài chính Capital Economics, nói với Financial Times rằng xu hướng này là do nhiều chương trình hỗ trợ lớn của chính phủ dành cho các công ty và gia đình trong thời kỳ đại dịch COVID phần lớn đã bị hủy bỏ, trong khi các ngân hàng trung ương liên tục nâng lãi suất để nỗ lực kiềm chế lạm phát đang gia tăng. Theo chuyên gia, xu hướng phá sản ồ ạt sẽ tiếp diễn do nhiều doanh nghiệp phải tái cấp vốn nợ với lãi suất cao hơn trong những tháng tới bất chấp khả năng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương được dự báo đã lên đến đỉnh điểm. Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra điều kiện để phê chuẩn về việc kết nạp Thụy Điển và Liên minh NATO. Tổng thống Erdogan nói rằng, việc Hoa Kỳ đồng ý bán máy bay F-16 cho Ankara và Canada dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí có thể sẽ là điều kiện để thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển. Ông Erdogan nêu rõ, những diễn biến tích cực mà chúng tôi mong đợi cả về việc mua sắm F-16 của Mỹ và những lời hứa của Canada về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sẽ giúp cho quốc hội của chúng tôi có cách tiếp cận tích cực đối với Thụy Điển. Tất cả điều đó đều có liên quan đến nhau. Tháng 10 năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mua 40 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Lockheed Martin và 79 bộ thiết bị cùng linh kiện để hiện đại hóa phi đội tiêm kích hiện tại. Chính quyền của Tổng thống Biden ủng hộ thương vụ trị giá 20 tỷ Mỹ Kim này, tuy nhiên Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa thông qua đề nghị của Ankara. Hồi tuần trước, ông Erdogan cho biết đã điện đàm với Tổng thống Joe Biden để thảo luận về vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO. Ông Biden nói rằng nếu như Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, thì chính quyền Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy quốc hội thông qua thương vụ F-16. Trong khi đó, Canada đồng ý mở lại các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc dỡ bỏ kiểm soát xuất cảng, các bộ phận máy bay không người lái, bao gồm có cả thiết bị quang học. Canada đưa ra quyết định như vậy sau khi Tổng thống Erdogan hồi tháng 7 nói rằng sẽ bật đèn xanh để kết nạp Thụy Điển và NATO. Israel dưới sức ép ngàn cân về số phận con tin, sẵn sàng ngừng bắn một tuần. Trước sức ép từ trong nước lẫn quốc tế, chính quyền Israel đang báo hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn mới để trao đổi con tin với Hamas tại giải Gaza. Tại cuộc gặp mới đây ở Jerusalem với đại sứ của hơn 80 nước để bàn về xung đột với Hamas, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết Tel Aviv đang chuẩn bị đợt ngừng bắn thứ hai nhằm giải thoát cho các con tin đang bị giam giữ tại giải Gaza, đồng thời tập trung vào nỗ lực nhân đạo. Trong số khoảng 240 con tin bị Hamas bắt trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, ước tính còn 129 người đang bị giam tại giải Gaza và không rõ toàn bộ có đều sống sót hay không. Sau vụ ba con tin bị binh sĩ giết nhầm hồi tuần trước, Israel được cho là đang nỗ lực đạt thỏa thuận mới với Hamas giữa sức ép ngày càng tăng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối 19 tháng 12 đã gặp một số người thân của các con tin tại Tel Aviv, đưa ra cam kết cá nhân rằng toàn bộ con tin sẽ được thả. Ông sẽ dốc hết sức cho việc này. Truyền thông loan tin giới chức Israel đã chuyển một đề nghị đến Hamas thông qua trung gian Qatar. Theo đó, Israel sẵn sàng ngừng bắn với Hamas tối thiểu 7 ngày để đổi lấy khoảng 40 con tin. Israel cũng sẵn sàng mở rộng các khu vực nhân đạo, cho phép tăng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Từ nước Nga, đường đua vào điện cầm linh đông dần, có 16 người đã ghi danh để tranh cử Tổng thống. Tính cho đến ngày hôm nay thì đã có 16 ứng cử viên nộp đơn tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga là Ella pamfilova cho biết, Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ tổ chức bỏ phiếu ở tại bốn khu vực của Ukraine mà lực lượng Nga đang, kiểm, đang chiếm đóng một phần và ở tại bán đảo Crimea mà Nga đã sát nhập từ Kiev vào năm 2014. Hôm 16 tháng 12, giới chức đảng nước Nga thống nhất cho biết Vladimir Putin sẽ tái tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây cho thấy Putin sẽ vẫn là chính trị gia nhận được sự ủng hộ lớn nhất tại Nga. Đảng Dân Chủ Tự Do của Nga tuần này cũng đã đề cử ông Leonid Slutsky, người đã từng đại diện cho Nga trong cuộc đàm phán với Ukraine, để làm ứng cử viên ra tranh cử trước Tổng thống. Ông Slutsky nói việc mình ra tranh cử sẽ không lấy đi phiếu bầu từ Putin. Theo quy định bầu cử, các ứng cử viên phải nộp đơn ghi danh tranh cử trước ngày 27 tháng 12. Sau đó họ phải thu thập hàng ngàn chữ ký từ những người ủng hộ để có tên trong phiếu bầu. Sau vòng bầu cử đầu tiên, nếu không có ứng viên nào đạt được hơn 50% số phiếu bầu thì vòng thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 4 năm tới và Tổng thống đắc cử sẽ tuyên bố nhậm chức vào tháng 5 cùng năm. Hãng dược Pfizer kiện hai quốc gia Liên minh châu Âu nợ tiền vaccine Hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech đang kiện chính phủ Ba Lan và Hungary cáo buộc hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu không thanh toán tiền mua vaccine đặt hàng thông qua chương trình mua chung trong đại dịch COVID. Do đó, các công ty Pfizer và BioNTech đang đưa vụ việc ra tòa án ở Mỹ, nơi đặt ủy ban châu Âu. Theo công ty luật đại diện cho Ba Lan trong vụ kiện, các công ty của Đức và Mỹ đang yêu cầu Ba Lan phải trả khoản nợ 1,3 tỷ euro cộng thêm tiền lãi, Hungary cũng bị cáo buộc vi phạm hợp đồng, nhưng một nguồn tin của AFP cho hay Budapest đối mặt với yêu cầu bồi thường nhỏ hơn nhiều ở mức 60 triệu euro cho 3 triệu liều vaccine. Pfizer xác nhận các vụ kiện đang được tiến hành nhưng không xác nhận số tiền yêu cầu hoàn trả. Pfizer và BioNTech đang tìm cách thu hồi số tiền còn nợ cho các đơn đặt hàng vaccine COVID đã được thỏa thuận theo hợp đồng với các chính phủ này. Trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp cho Liên minh châu Âu được ký vào tháng 5 năm 2021, tranh chấp giữa Ba Lan với Pfizer bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái. Tòa án Brussels tiết lộ rằng phiên tòa liên quan tới vụ việc sẽ diễn ra ngày 30 tháng Giêng. Từ Bồ Đào Nha, thị trường địa ốc ở thành phố Lisbon đang nóng dần, khiến cho người dân phải căng lều bạt ở trong rừng. Sau khi thu hút được người nước ngoài giàu có bằng những ưu đãi đầu tư và giảm thuế, cũng như là chương trình thị thực vàng, Chính phủ của bộ đầu nhà hiện nay đang phải gặp khó khăn trong việc ngăn chặn cơn sốt mua nhà ở thành phố Lisbon, vốn đã đẩy giá nhà đất lên cao ngất ngưỡng. Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ bất động sản Idealista, giá nhà ở Lisbon đã tăng đến gần 6% trong tháng 11, lên đến mức kỷ lục là 6.000 Mỹ Kim cho 1 mét vuông. Đây là mức tăng cao thứ hai ở Âu Châu chỉ sau thành phố Athens của Hy Lạp, là thị trường bất động sản nóng nhất trong số các thành phố lớn ở Âu Châu, theo hãng tin Bloomberg. Sau khi tăng gần 30% trong 5 năm qua, bất động sản dân cư ở thủ đô của Bồ Đào Nha đã đắt hơn thành phố Milan ở Ý, Madrid của Tây Ban Nha và Berlin của Đức. Và điều này khiến cho hầu hết người dân địa phương ở thành phố này không thể nào mua nổi một căn nhà mới. Chính phủ của Bồ Đào Nha bắt đầu thay đổi hướng đi, chấm dứt chương trình thị thực vàng của nước này và phê chuẩn kế hoạch cắt giảm ưu đãi thuế cho cư dân mới. Nhưng với khí hậu đầy nắng và giá cả chỉ bằng một nửa so với Paris và Zurich, những nỗ lực để nhằm kiềm chế nhu cầu mua nhà của người nước ngoài hầu như là rất ít tác động. Với quyền sở hữu nhà nằm ngoài tầm tay và giá cả thuê nhà thì tăng vọt, ngày càng có nhiều dân Bồ Đào Nha phải rơi vào trong cảnh sống bấp bênh. Ở tại Quinta, Dos Ingles là một khu rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố Lisbon, có khoảng 40 căn lều đã được dựng lên, Philippe Silva là người điều phối chương trình dành cho người vô gia cư ở tại một cộng đồng giáo sứ ở Cacavelos ngay gần Lisbon cho biết. Ngày nào cũng có người mới xuất hiện. Đây hầu hết là những người có việc làm nhưng không đủ khả năng để chi trả tiền nhà. Cha mẹ giết con gái vì không chịu hôn nhân sắp đặt tại Ý. Tòa án thành phố Reggio Emilia, Ý mới kết án chung thân hai vợ chồng sát hại chính cô con gái 18 tuổi của mình vì cô không chịu về Pakistan lấy chồng theo sắp đặt. Nạn nhân và người thân là công dân Pakistan nhập cư Ý. Hai cốt của Saman Abbas, 18 tuổi, được tìm thấy hồi tháng 11 năm ngoái tại một trang trại bỏ hoang gần cánh đồng nơi Shaba Abbas, cha cô canh tác ở phía bắc Ý. Camera giám sát ghi được hình ảnh cuối cùng của Saman khi đi dạo gần đó cùng cha mẹ. Các nhà điều tra xác định danh tánh nạn nhân nhờ hồ sơ nha khoa. Khám nghiệm tử thi cho thấy Saman bị gãy xương cổ, có thể do bị siết cổ. Công tố viên Ý nhận định cô bị gia đình giết vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Vài ngày sau đó, cha mẹ của Saman bay từ Milan về Pakistan. ba bị bắt ở miền đông Pakistan và dẫn độ về Ý hồi tháng 8 để xét xử. Vợ của ông ta đang lẫn trốn ở Pakistan. Theo các nhóm nhân quyền, mỗi năm hàng trăm phụ nữ Hồi giáo ở Pakistan trở thành nạn nhân của giết người vì danh dự, thường do người thân hành động với lý do bảo vệ danh dự gia đình. Saman di cư từ Pakistan tới Noel Lara, phía Bắc Ý, khi còn là thiếu niên. Tại Ý, cô không đội khăn trùm đầu và tự do hẹn hò. Công tố viên cho hay gia đình Saman rất tức giận khi biết cô có bạn trai ở Ý. Họ muốn con gái quay về Pakistan để lấy một người họ hàng. Saman đã nói với bạn trai rằng cô rất lo cho tính mạng của mình bởi không nghe lời cha mẹ. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Sư trụ trì ở chùa Linh Châu ở tiểu bang Alabama bị phóng hỏa và phòng đến 80%. Tượng tọa Thích Giới Châu là vị trụ trì của chùa Linh Châu ở số 6635 đường Taylor Avenue, thành phố Irvington, đang nằm ở trong bệnh viện University Hospital. Trong tình trạng nguy kịch do bị phòng đến gần 80% ở trên cơ thể. Cảnh sát thành phố Mobile cho đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc nhà sư tu tập ở tại một thành phố ở Alabama đã được phát hiện là bị thiêu đốt, người bê bết máu vào tuần trước. Ban đầu cảnh sát của thành phố cho biết là không có dấu hiệu phạm tội nào xảy ra và không có cuộc điều tra nào diễn ra. Một trong những đệ tử của vị sư muốn ẩn danh trước báo chí cho biết là mọi thứ diễn ra theo chiều hướng bất bình thường. Nữ đệ tử gọi điện thoại để nói chuyện với sư vào tuần trước, nhưng khi sư không hồi âm, lúc đó họ bắt đầu lo lắng. Lúc thầy đang nói chuyện điện thoại với thân nhân thì có người tới gõ cửa. Thầy gác máy nhưng sau đó không ai còn liên lạc được với thầy, bà cho biết. Chiếc xe van của nhà sư được tìm thấy bốc khói ở tay nắm cửa bên ngoài và vô lăng nhốm đầy thứ trông giống như là máu. Vị đệ tử này tin rằng sư phụ có thể đã bị tấn công và phóng hỏa. Hiện tại vẫn còn nhiều điều mơ ám chưa có lời giải đáp vì nạn nhân vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch. Hôm thứ Hai, bài đăng Facebook của sư Thích Thiện Bình, chùa Phổ Hiền ở tiểu bang Illinois, cho biết thêm chi tiết. Thầy Thích Giấy Châu vừa bị một tai nạn thương tâm. Vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Năm, thầy Giấy Châu bị một nhóm người tấn công tại chùa Linh Châu. Theo lời của bác sĩ, nạn nhân có cơ hội sống sót là khoảng 15%. Bất kỳ cư dân nào biết được manh mối về sự việc, xin gọi cho cảnh sát của thành phố Mobile 251-208-1700. 251-208-1700. Tòa án Colorado ra phán quyết lịch sử, xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu cử tổng thống. Tòa án tối cao Colorado vừa ra phán quyết cấm cựu tổng thống Trump xuất hiện trên lá phiếu bầu cử tổng thống ở tiểu bang này do ông có vai trò xúi dục bạo lực trong vụ nổi loạn ở Điện Capitol năm 2021. Hãng tin Reuters nhận định phán quyết của tiểu bang Colorado đưa ông Trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ, bị coi là không đủ tư cách tranh cử vào tòa Bạch Ốc, theo một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến pháp Mỹ. Tù chính án số 14 được ban hành sau nội chiến Mỹ, quy định các giới chức tuyên thệ ủng hộ hiến pháp sẽ bị cấm giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia vào các cuộc nổi loạn. Mặc dù phán quyết chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào tháng 3 năm 2024, ở Colorado, nhưng có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump ở tiểu bang này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm tới. Các nhà quan sát trung lập coi Colorado là tiểu bang an toàn của đảng Dân Chủ, nghĩa là đương kim tổng thống Joe Biden có thể nắm giữ chiến thắng ở Colorado bất kể số phận của ông Trump ở đây ra sao. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố, tòa án tối cao tiểu bang Colorado đã đưa ra một quyết định hoàn toàn sai lầm, phi dân chủ và sẽ kháng cáo phán quyết này lên tối cao pháp viện. Phán quyết này cũng tạo tiền đề cho tối cao pháp viện Mỹ xem xét liệu ông Trump có đủ điều kiện để phục vụ thêm một nhiệm kỳ tổng thống khác hay không. Vụ kiện được đưa ra bởi một nhóm cử tri Colorado với sự hỗ trợ của nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington. Tỷ lệ cử tri ủng hộ cho Tổng thống Joe Biden tiếp tục giảm. Cuộc khảo sát của Đại học Monmouth nhận thấy là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ cho Biden đã giảm 10% trong năm tháng qua và đang ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trong cuộc thăm dò do New York Times và Siena College thực hiện, các cử tri đã ghi danh ủng hộ Donald Trump hơn ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Tỷ lệ này cách biệt 2%. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump là 46%, trong khi ủng hộ ông Biden là 44%. Theo cuộc thăm dò, thì tỷ lệ ủng hộ công việc của ông Biden là 37%, tức là giảm 2% so với tháng 7. Kinh tế vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với các cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ, có 34% cử tri đã ghi danh đề cập đến mối quan tâm liên quan đến kinh tế hoặc là lạm phát là vấn đề hàng đầu mà đất nước đang phải đối mặt. Tỷ lệ này giảm so với mức là 45% được ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn còn ở mức cao. Cuộc thăm dò của New York Times, Siena College cho biết, 57% số người được hỏi không tán thành và 33% bày tỏ sự ủng hộ cách mà Tổng thống Biden giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, cuộc thăm dò bầu cử của Đại học Monmouth cũng công bố vào ngày 18 tháng 12, nhận thấy rằng tỷ lệ ủng hộ trong Joe Biden giảm 10% trong vòng 5 tháng vừa qua và là ở mức thấp nhất kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Thượng viện phá thế bế tắc phê chuẩn hàng loạt chỉ huy quân đội. Thượng viện Mỹ sau nhiều tháng chật vật cuối cùng đã xoay sở phê chuẩn được 11 trong số 12 vị tướng và đô đốc cho những vị trí tư lệnh và chỉ huy các lực lượng ngay trước thời điểm Giáng sinh. Trong bối cảnh các thượng nghị sĩ chạy đua trong nỗ lực hoàn thành công việc tồn động trước kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đã đạt được thỏa thuận phê chuẩn toàn bộ 11 đề cử cho các vị tướng 4 sao bằng cuộc bỏ phiếu miệng. Những vị trí trên trước đây bị Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville ngăn chặn phê chuẩn vì phản đối chính sách của ngũ giác đài liên quan đến việc chi trả cho những chuyến đi lại của quân nhân và gia đình vì mục đích phá thai. 11 vị trí trên bao gồm các tư lệnh thuộc hạm đội Thái Bình Dương, Không lực Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân, Bộ Tư lệnh Phương Bắc, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian mạng và Không gian. Tất cả những vị trí trên rõ ràng là những chức vụ lãnh đạo then chốt, bao gồm phó tham mưu trưởng của nhiều lực lượng. Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn ngũ giác đài cho biết, hiện còn đề cử thứ 12 là đô đốc Samuel Paparo cho vị trí chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn chưa được thông qua. Chương trình mới cho phép người dân Mỹ chọn người tị nạn để bảo lãnh. Một chương trình tị nạn mới của chính quyền Biden vừa khai triển cho phép những người bảo lãnh ở tại Mỹ đề cử những người cụ thể mà họ muốn đưa đến Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình và thu hút nhiều thường dân Mỹ hơn vào các nỗ lực tái định cư. Chương trình này, theo một sáng kiến được gọi là Welcome Corps, sẽ cho phép các nhóm từ 5 người là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân đề cử một người hoặc là một gia đình mà họ muốn bảo lãnh nếu đáp ứng được những tiêu chí nhất định và vượt qua kiểm tra lý lịch. Trước đây thì hầu hết người tị nạn vào Mỹ đều do Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lựa chọn. Chính quyền Biden đạt mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn thông qua những người bảo lãnh như là một phần ở trong mục tiêu tổng thể là 125.000 người tị nạn được tiếp nhận trong năm tài chính 2024. Chương trình bảo lãnh tư nhân Welcome Corps được thực hiện từ đầu năm nay. Những người tị nạn đầu tiên, những người được giao cho người bảo lãnh thay vì được chọn đến Mỹ vào tháng 6 các giới chức Bộ Ngoại giao cho biết, cho đến nay mới có 85 người tị nạn đã nhập cảnh thông qua chương trình bảo lãnh này, nhưng con số ngày càng tăng. Mỹ sản xuất nhiều dầu thô nhất trên thế giới. Đối diện với biến đổi khí hậu, thế giới kêu gọi loại bỏ dần công nghiệp dầu mỏ. Nhưng đáng ngạc nhiên là Mỹ đang bơm dầu với tốc độ chóng mặt và sản xuất nhiều dầu thô hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Một báo cáo của Công ty Thông tin về Năng lượng và Hàng hóa S&P Global Commodity Insights mới công bố cho thấy, trong quý 4 năm 2023, Mỹ sản xuất 13,3 triệu thùng dầu thô một ngày, cao nhất thế giới. Dẫn đầu sản lượng là các công ty khoan dầu đá phiến ở Texas và lưu vực Permian của New Mexico. S&P cho biết Mỹ đang xuất cản lượng dầu thô, các sản phẩm đã lọc và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, bằng các sản lượng của Saudi Arabia hoặc Nga Sản lượng dầu của Mỹ đang bù đắp nguồn cung giảm sút mạnh của OPEC Plus, chủ yếu là Saudi Arabia và Nga cắt giảm để chờ giá tăng cao. Các nhà sản xuất dầu ngoài OPEC khác bao gồm Canada và Brazil cũng đang bơm nhiều dầu hơn bao giờ hết. Các nhà phân tích của Goldman Sachs mới đây đã phải hạ mức dự báo giá dầu trong năm 2024. Ngân hàng cho biết lý do chính đằng sau việc hạ dự báo là do nguồn cung của Mỹ dồi dào. Theo dự đoán của S&P, nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ đạt kỷ lục vào năm 2024, nhưng nó sẽ dễ dàng được đáp ứng bởi sự tăng trưởng về nguồn cung từ Mỹ. Giá dầu thô hiện đã giảm trở lại ở mức 70 đến 75 Mỹ kim một thùng sau khi đạt mức 100 Mỹ kim một thùng hồi đầu năm. Trong lĩnh vực y tế, từ quý vị biến thể JN.1 đã lan nhanh ở tại Mỹ, khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới phải xếp vào trong diện đáng quan tâm. Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay đang xếp JN.1 và trong danh sách biến thể phụ của virus gây ra COVID-19 đáng quan tâm, trong khi biến thể này đang lây lan nhanh ở tại Mỹ. Nhà virus học Andrew Perkos ở tại Trường Y tế Công cộng John Hopkins Bloomberg cho rằng trong khi biến thể JN.1 có thể gây nhiều ca bệnh hơn, nhưng không đặt ra nguy cơ lớn hơn cho sức khỏe của người dân. Tổ chức Liên Hiệp Quốc nói rằng các vaccine hiện nay có thể giúp phòng ngừa nguy cơ bệnh nặng và tử vong từ JN.1 cũng như là các biến thể đang lưu hành khác của virus gây ra COVID-19. Ở tại Mỹ, thì số ca nhiễm biến thể này đang tăng nhanh. Trung tâm CDC trong tháng này thông báo, JN1 chiếm khoảng 15% cho đến 29% tổng số ca bị nhiễm. Tính đến ngày 20 tháng 12, CDC ước tính JN1 chiếm khoảng 20% số ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ và là biến thể phát triển nhanh nhất. Ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thì biến thể này đang gây ra khoảng 1 phần 3 tổng số ca nhiễm. Một số ước tính dự báo rằng loại biến thể này có thể sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ở trên thế giới chỉ trong vòng vài tuần. JN1 được phát hiện lần đầu tại Mỹ vào tháng 9. Và tuần trước, thì Trung Quốc phát hiện có 7 ca bị nhiễm virus này, theo hãng tin Reuters. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những lần sống của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Á Châu. Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về nghi án mưu sát tại Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phá vỡ sự im lặng về cáo buộc Ấn Độ thực hiện âm mưu ám sát tại Mỹ. Bộ tư pháp Mỹ hồi tháng 11 buộc tội một công dân Ấn Độ âm mưu ám sát một thủ lĩnh người Sikh trên đất Mỹ, cho rằng giới chức chính quyền Ấn Độ có liên quan. Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times đăng ngày 20 tháng 12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: "Nếu ai đó cung cấp thông tin cho chúng tôi chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét. Nếu một công dân của chúng tôi làm điều tốt hay xấu, chúng tôi sẵn sàng xem xét. Cam kết của chúng tôi là tuân thủ luật pháp. Thủ tướng Modi bày tỏ lo ngại sâu sắc về hoạt động của một số nhóm cực đoan ở nước ngoài, núp dưới vỏ bọc tự do ngôn luận và có hành động hâm dọa và kích động bạo lực. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh mối quan hệ Ấn Độ và Mỹ cho rằng việc liên kết một vài sự việc với quan hệ ngoại giao hai nước là điều không thích hợp. Bình luận của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi tòa Bạch Ốc nói đang nghiêm túc xem xét vụ mưu sát và cho biết đã nêu vấn đề với chính quyền Ấn Độ. Trước đó, căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada cũng xảy ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi tháng 9 liên kết New Delhi với vụ sát hại một nhân vật người Sikh. Ấn Độ gọi cáo buộc của Canada là điều vô lý. Mã Lai cấm tất cả tàu liên quan đến Do Thái được cập cảng. Chính phủ Mã Lai ngày hôm nay thông báo họ áp đặt lệnh cấm tất cả các tàu thuộc sở hữu và trao cờ của Do Thái cũng như là mọi tàu hướng đến Do Thái được cập cảng tại các cảng của Mã Lai. Theo thông cáo của văn phòng thủ tướng Mã Lai ông Ibrahim, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh cấm này là phản ứng của Mã Lai đối với những hành động của Do Thái nhắm vào người dân Palestine trong cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Với phần đông dân số theo đạo hồi, Mã Lai từ lâu đã ủng hộ quyền và các lý lẽ của phía Palestine giống như là các quốc gia ở trong khu vực khác như là Indonesia, Brunei, Bangladesh, đảo quốc Maldives và Pakistan. Mã Lai cũng không công nhận Do Thái. Người giữ thông hành Do Thái bị cấm nhập cảnh vào Mã Lai nếu không có sự cho phép từ trước. Về việc Do Thái không ngừng oanh tạc giải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10 đã làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình ở Mã Lai, gây ra áp lực chính trị lên Thủ tướng In Anwar Ibrahim. Theo đài CNN, Thủ tướng Mã Lai là một trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới lên tiếng phản đối Do Thái và Hoa Kỳ, bất chấp Hoa Thịnh Đốn là đối tác thương mại lớn của Mã Lai. Israel đăng video giám đốc Bệnh viện Gaza nhận là chỉ huy Hamas. Trong video cuộc thẩm vấn mới được Cơ quan An ninh Israel công bố, Ahmad Mohamed Hazan al Khalidot, giám đốc bệnh viện Art Adwan ở Gaza, khai nhận mình là một chỉ huy mang hàm AMID, tương đương chuẩn tướng của lực lượng Hamas. Ông al Khalidot cho biết gia nhập Hamas từ năm 2010, khi đó mang cấp bậc trung tá khoảng 60 nhân sự của bệnh viện Kamalawan trong đó có bác sĩ, y tá và nhân viên y tế là thành viên của lữ đoàn Isadin Al-Qassam cánh vũ trang của Hamas. Ngoài ra một số thành viên của lữ đoàn Al-Quds thuộc nhóm Jihad Hồi giáo Palestine cũng là nhân viên của bệnh viện. Khi được hỏi về hoạt động của Hamas bên trong khu phức hợp bệnh viện Kaman one ông Al-Khala cho biết một lãnh đạo Hamas và hai giới chức cấp cao của nhóm có văn phòng tại đây. Các giới chức này ẩn nấu trong bệnh viện Kaman One vì tin rằng Israel sẽ không thực hiện các đòn oanh tạc vào cơ sở y tế. Khi được hỏi về quan điểm đối với Hamas sau hơn hai tháng chiến sự, ông Al-Khala chỉ trích các lãnh đạo của nhóm là những kẻ hèn nhát, Họ bỏ chúng tôi ngoài thực địa và lẫn trốn ở những nơi kín đáo. Họ đã hủy hoại chúng tôi. Ông al khalat nói, Israel nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các bệnh viện tại giải Gaza làm nơi ẩn náu, đặt cơ sở bên trong hoặc bên dưới những khu phức hợp này. Tuy nhiên, Hamas bác bỏ điều này, gọi thông tin của Israel là vô căn cứ và không chứa bất cứ sự thật nào. Quân đội Miến Điện tấn công vào các đảo có dự án cảng biển của Trung Quốc. Quân đội Miến Điện đã tấn công quân nổi dậy ở trên đảo Ramri, ngoài khơi tiểu bang Rakhine của nước này, nơi có dự án cảng nước sâu trị giá đến hàng tỷ mỹ kim của Trung Quốc. Truyền thông địa phương đã đưa tin, thị trấn ở trên đảo Ramri bị bắn phá bởi tàu hải quân và các cuộc oanh tạc, có dân thường bị thiệt mạng ở trong vụ tấn công này. Theo hãng thông tấn AFP, bang Rakhine của Miến Điện là địa điểm giao tranh mới giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy, quân đội mang tên là Arakan. Đảo Ramree là nơi có dự án cảng biển do Trung Quốc xây dựng. Dự án 1.600 ha ở Rambi do công ty Trung Quốc là CITIC phát triển, bao gồm có một cảng biển trị giá 7.3 tỷ Mỹ Kim và một khu công nghiệp quy mô trị giá 2.3 tỷ Mỹ Kim. Cảng nước sâu được xây dựng cách thị trấn Rambi ở trên đảo khoảng chừng 50 cây số là trung tâm của dự án hành lang kinh tế Trung Quốc và Miến Điện, một phần quan trọng ở trong tầm nhìn, vành đai và con đường toàn cầu của Trung Quốc. Khi hoàn thành, dự án hứa hẹn sẽ đem lại 100.000 việc làm cho bang Rakhine và đồng thời trở thành cửa ngõ để cho Bắc Kinh đi tới Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh bất ổn đang diễn ra ở tiểu bang Rakhine, việc xây dựng cảng và đặc khu kinh tế gần đó đã bị đình trệ. Thủ tướng Thái Lan Thác xỉn có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng. Phó Thủ tướng Thái Lan Som Sát Thép Su Tỉnh ngày 20 tháng 12 cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thác Sĩn người đang thực hiện án phạt tù một năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cơ quan cải huấn Bộ Tư pháp tuần trước ban hành quy định mới cho phép giam giữ tù nhân có nguy cơ thấp ở bên ngoài các cơ sở nhà tù thông thường. Theo quy định mới này, tù nhân có nguy cơ thấp bao gồm người cao niên, người đang mắc bệnh, người đã chấp hành được một phần ba bản án tù và những tù nhân sắp mãn hạn tù sau một thời gian dài bị giam giữ. Còn cơ sở giam giữ bên ngoài nhà tù có thể là một đền thờ, nhà thờ, trường học hay nhà riêng. Phó Thủ tướng xong sát cho rằng, bản án đối với cựu Thủ tướng Thác Sĩ đã được giảm từ 8 năm xuống còn 1 năm sau lệnh ân xá của Hoàng gia. Cựu Thủ tướng Thái Lan 74 tuổi không phải là đối tượng có nguy cơ gây hại cho xã hội, và ông Thác Sĩ cũng bị kết án với tội danh không tiềm ẩn nguy cơ gây ra mối đe dọa cho xã hội. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định quy định mới đã được xây dựng kể từ năm 2017 nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Khoảng 10.000 tù nhân sẽ nằm trong diện được xem xét theo quy định mới này. Do đó, ông Sam Sát khẳng định không có chuyện chính phủ do đảng vì nước Thái lãnh đạo hiện nay dành sự ưu ái cho cựu Thủ tướng Thác Sĩnh. Theo cơ quan hữu trách của Thái Lan, sau 4 tháng trở về nước, cựu Thủ tướng Thác Sĩ liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe và hiện vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok. Toshiba chính thức bị hủy niêm yết ở Nhật Bản Toshiba đã bị hủy niêm yết vào ngày hôm nay, sau 74 năm hoạt động trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Việc này đã được cho là sẽ chấm dứt một thập niên đầy biến động và bê bối, làm sụp đổ một trong những thương hiệu lớn và lâu đời nhất của Nhật Bản. Toshiba đã được mua lại trong một thương vụ trị giá 14 tỷ Mỹ Kim bởi một nhóm nhà đầu tư do công ty cổ phần tư nhân Japan Industrial Partners dẫn đầu. Nhưng tương lai chưa chắc là chưa hẳn là chắc chắn. Mặc dù không rõ là Toshiba cuối cùng sẽ có hình dạng như thế nào dưới thời của chủ sở hữu mới. Giám đốc điều hành Taro Tashimata là người vẫn giữ nguyên vai trò sau thương vụ mua lại, dự kiến sẽ tập trung vào các dịch vụ kỹ thuật số có lợi nhuận cao Damien Tong là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Nhật Bản ở tại Macquarie Capital Securities, cho rằng những khó khăn của Toshiba cuối cùng là do sự kết hợp giữa những quyết định chiến lược tồi tệ và sự kém may mắn. Chính phủ Nhật cho biết là họ sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của Toshiba. Hiện nay, công ty này có khoảng 106.000 nhân viên và một số hoạt động của công ty được coi như là quan trọng đối với an ninh quốc gia. Toshiba mới cũng sẽ bắt đầu ra hợp tác với Rom để đầu tư 2.7 tỷ mỹ kim vào cơ sở sản xuất chip điện. Trái sầu riêng Malaysia đắt nhất thế giới, giá gần 40.000 mỹ kim. Một trái sầu riêng Musang King ở tiểu bang Pahang thuộc Malaysia vừa được bán đấu giá gần 40.000 mỹ kim, trở thành trái sầu riêng đắt nhất thế giới. Ông Fazli Mohammad Kamal, chủ tịch ủy ban truyền thông và đa phương tiện, thanh niên thể thao và các tổ chức phi lợi nhuận của Pahang cho biết Trái sầu riêng được đấu giá với mức khởi điểm là 4 Mỹ Kim tại một sự kiện gây quỹ, nhưng đã tăng vọt sau nhiều lần đấu giá. Cuối cùng nó thuộc về ông Hoang Ki Quang với giá mua cao nhất là gần 40.000 Mỹ Kim. Giá cao thứ nhì trong sự kiện này dành cho một trái sầu riêng Black Torn với giá hơn 3.000 Mỹ Kim. Tổng cộng cuộc đấu giá sầu riêng Mu Sang King và Black Torn đã mang về gần 100.000 Mỹ Kim. Ông Fasley cho hay số tiền thu được từ sự kiện đã được quyên góp cho một trường học ở Raup để cải thiện hạ tầng cơ sở. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Một loạt lãnh đạo của Bộ Công Thương bị kết luận bị kết luận là vi phạm thực hiện quy hoạch về điện. ở tại kỳ họp lần thứ 34 vừa diễn ra ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đưa ra kết luận về việc ban cán sự đảng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và từ 2021 đến 2026 và các ông Trần Tuấn Anh trưởng ban kinh tế trung ương, nguyên bộ trưởng bộ công thương, Đỗ Thăng Hải, thứ trưởng bộ công thương, Hoàng Quốc Vượng, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, thứ trưởng của bộ công thương, những người này phải có phần trách nhiệm sai phạm ở trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió trong việc thực hành quy hoạch điện điều chỉnh. Ngoài phần trách nhiệm liên đới đối với công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời và điện gió trong việc thực hiện quy hoạch điện điều chỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn nêu ra những vi phạm của nhiều lãnh đạo thuộc về quyền quản lý của Bộ Công Thương trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, trong, trong lập, thẩm định, phê chuẩn, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu cho do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế thực hiện. Chủ tịch AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện nay đang bỏ trốn ở nước ngoài và bị công an Việt Nam truy nã vì đã từng thao túng hoạt động đấu thầu ở tại nhiều tỉnh thành với sự tiếp tay của các nhà lãnh đạo các cấp. Thi lấy bằng lái ở Sài Gòn cả trăm ngàn người rớt trong năm nay, Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tình hình đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng đào tạo thi cấp giấy phép lái xe. Theo báo cáo năm nay, công tác đào tạo thi và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố giảm về số lượng các chỉ tiêu. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế và một số quy định mới trong đào tạo lái xe. Chẳng hạn như áp dụng thiết bị theo dõi thời gian, quãng đường học lái xe trên đường, cabin điện tử. Cùng với đó việc tăng thêm một nội dung thi cấp giấy phép lái xe đã tạo tâm lý e dè cho học viên. Tính đến hết tháng 11 năm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố tổ chức hơn 2.100 kỳ thi cho hơn 394.500 thí sinh dự thi. Số lượng thí sinh chỉ đạt được hơn 60% so với năm trước. Tỷ lệ và số lượng học viên đạt kỳ thi giảm so với năm trước là do việc áp dụng thêm nội dung sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn cho biết, thời gian qua đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thanh tra nhằm giúp việc quản lý đào tạo, thi, cấp giấy phép lái xe ngày càng được nâng cao. Để thực hiện có hiệu quả hơn, Sở này đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe hơi và dịch vụ thi lái xe. Cơ quan Đường bộ Việt Nam cũng cần sớm hoàn thiện nâng cấp, tích hợp hệ thống phần mềm quản lý giấy phép lái xe. Bởi hiện nay, các phần mềm chưa có sự liên thông, kết nối với nhau, gây khó khăn trong vận hành, khai thác các dữ liệu có liên quan. Nhận tiền hối lộ của Việt Kiều Mỹ khiến cho một giới chức thi hành án phải vào tù. Bị cáo là Kim Thanh Hạnh, 44 tuổi, cựu chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự Sài Gòn, vừa bị kết án 4 năm rưỡi tù với cáo buộc là nhận hối lộ để gỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với hai vợ chồng Việt Kiều Mỹ. Báo tuổi trẻ hôm nay đã dẫn cáo trạng cho hay, vào tháng 11 năm ngoái, vợ chồng của bà Nguyễn Thị Bích Ngân là Việt Kiều Mỹ về Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập cảnh ở phi trường Tân Sơn Nhất, thì họ được giới chức hải quan thông báo mình đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Nguyên nhân là vợ chồng bà Ngân phải thi hành bản án và có nghĩa vụ phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vượng, 102.711 Mỹ Kim. Sau đó bà Ngân đến cơ quan thi hành án dân sự tìm hiểu vụ việc. Tại đây bà Ngân nói với bà Hạnh rằng mình đang có bầu, sẽ nộp tiền thi hành án và đề nghị bà này giúp làm nhanh thủ tục gỡ lệnh cấm xuất cảnh để về Mỹ. Bị cáo Hạnh nói với vợ chồng bà Ngân rằng việc gỡ lệnh cấm xuất cảnh sẽ làm mất nhiều thời gian và công sức, muốn làm nhanh thì phải lo chi phí lót tay cho nhiều người. Bị cáo Hạnh ghi 500 triệu đồng ra giấy tờ rồi dơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem. Do muốn về Mỹ sớm nên vợ chồng bà Ngân đã đồng ý chi ra số tiền này. Đêm 20 tháng 12 năm ngoái, bị cáo Kim Thanh Hạnh đang nhận tiền lót tay của vợ chồng bà Ngân ở tại quận Tân Bình thì bị giới chức của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ập đến và bắt quả tang. Sau khi bị bắt thì bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo này gửi đơn nhận tội và xin được hưởng án treo nhưng đã bất thành. Giá vàng miếng vượt 3.000 Mỹ kim liên tục phá đỉnh lịch sử. Sáng 20 tháng 12, nhiều đơn vị kinh doanh vàng được niêm yết giá bán vàng miếng phá đỉnh lịch sử, vượt 3.000 Mỹ kim một lượng ở chiều bán. Mỗi lượng vàng tăng cả nửa triệu đồng so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất mà vàng miếng từng ghi nhận trong lịch sử. Trong khi vàng miếng tăng mạnh thì vàng nhẫn vẫn giữ ổn định, chỉ tăng hơn 2 Mỹ kim mỗi chiều trong phiên hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều là 1,15 triệu đồng và cách đỉnh lịch sử hơn 16 Mỹ kim. Sự đi lên của giá vàng trong nước cũng đồng thuận với thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2039 Mỹ Kim một ounce, tăng 12 Mỹ Kim so với hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn vàng nhẫn trong nước hơn 82 Mỹ Kim và thấp hơn vàng miếng gần 616 Mỹ Kim. Sự suy yếu của đồng đô của Mỹ và lãi suất kho bạc Mỹ giảm được cho là nguyên nhân thúc đẩy vàng tăng giá. Đồng Mỹ Kim đã giảm 0,4% về mức thấp nhất 3 tháng, làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này để có thêm manh mối rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của cơ quan dự trữ liên bang Fed. Nghệ An có tân giám đốc công an tỉnh 46 tuổi, Ngày 20 tháng 12 ở tại Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm giới chức. Trong buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã được bổ nhiệm để giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ông Thanh được xem như là một Giám đốc Công an trẻ khi chỉ mới có 46 tuổi. Với chức vụ mới, tân giám đốc công an của tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh được yêu cầu phải giữ, giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, lãnh đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương cùng toàn thể lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Bùi Quang Thanh sinh năm 77, quê quán ở Quảng Bình. Năm 2011, ông Thanh được điều động bổ nhiệm Giám đốc Công an của tỉnh Đắk Nông. Ninh Bình tổng kiểm tra việc quản lý tiền công đức tài trợ di tích theo quyết định về việc kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, chính quyền tỉnh Ninh Bình mới đây đã giao cho Sở Tài chính tham mưu việc kiểm tra và báo cáo trước ngày 23 tháng 3 năm 2024. Theo đó, các đơn vị hữu trách sẽ tiến hành kiểm tra tiền công đức và tiền tài trợ ở các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. Lãnh đạo chính quyền tỉnh Ninh Bình cho hay việc kiểm tra tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử nhằm giúp cho các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tiền tài trợ một cách minh bạch rõ ràng, tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương. Theo quyết định của chính quyền tỉnh Ninh Bình, nhà nước không quản lý tiền công đức Tiền tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức. Tuy nhiên, nguồn thu tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai minh bạch. Hai cấp tướng và thuộc cấp ở Học viện Quân y nhận 7 tỷ tiền huê hồng của Việt đá liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Đơn vị này truy tố 7 bị cáo, trong đó có 4 người là cựu sĩ quan học viện quân y, gồm có Hồ Anh Sơn là cựu thượng tá, cựu phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Nguyễn Văn Hiệu là cựu đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, cựu trưởng phòng tài chính, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược. Ba bị cáo còn lại gồm có Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp lần lượt là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Công ty Việt Á. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, sau khi nhận tiền thanh toán của Học viện Quân y, theo sự chỉ đạo của Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp đã chi hoa hồng cho Nguyễn Văn Hiệu hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra Hiệp cũng đưa cho Sơn số tiền hơn 2.1 tỷ đồng, cho Ngô Anh Tuấn hơn 920 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của Hiệp thì Hiệu đưa cho Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, khi đó là phó giám đốc Học viện Quân Y, 200 triệu đồng. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 100 triệu đồng, Ngô Anh Tuấn 300 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền Vũ Đình Hiệp đã chi phần trăm hồng cho một số cán bộ Học viện Quân Y là hơn 7.1 tỷ đồng. Xuất hiện ngân hàng cho vay lãi suất 0%. Trong cuộc đua hạ lãi suất huy động và cho vay, một ngân hàng thương mại bất ngờ tung ra gói tín dụng ưu đãi với lãi suất 0%. Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Thành phố Sài Gòn HD Bank vừa triển khai chương trình 10.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho vay. Trong đó, gói tín dụng 5.000 tỷ đồng có tên vay mới đời phơi phới, lãi suất 0% dành cho khách hàng cá nhân vay mới hoặc khách hàng cá nhân hiện hữu muốn vay thêm. Lãi suất ưu đãi cho gói tín dụng này là 0% trong tháng đầu tiên, những tháng còn lại áp dụng mức lãi suất theo quy định hiện hành của HD Bank. HD Bank cũng triển khai gói ưu đãi với quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất 0% trong tháng đầu tiên dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay với mục đích chi lương thưởng dịp cuối năm. Các tháng tiếp theo, khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 6,7% một năm. Người Việt Nam sử dụng xe máy nhiều nhất trong vùng Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của công ty truyền thông CIA có trụ sở ở Jakarta của Indonesia cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe máy cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, Thống kê này được tính toán dựa trên dữ liệu về số lượng đăng bạ sử dụng xe máy ở từng nước chia cho tổng dân số quốc gia đó. Cụ thể năm nay ở Đông Nam Á thì Việt Nam có tỷ lệ sử dụng xe máy cao nhất với mức là 72.8%, thấp nhất là Singapore với 2.4%. Điều đó có nghĩa là người Việt sử dụng xe máy nhiều gấp 30 lần người Singapore. CIA lý giải có nhiều lý do để xe máy phổ biến ở Việt Nam như vậy. Xe máy là giải pháp di chuyển hợp lý vì giá mua và chi phí nuôi xe rẻ hơn nhiều so với xe hơi. Shisai còn cho rằng xe máy được lựa chọn bởi nó là một trong những phương tiện di chuyển tiết kiệm nhiên liệu nhất. Điều này không chỉ có ý nghĩa với túi tiền của người sử dụng mà có đó cũng xả thải ít hơn. Điều đó cũng lý giải vì sao mà những chiếc xe hai bánh sử dụng động cơ điện nhanh chóng được ưa chuộng. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin địa phương. Kẻ trộm đột nhập nhà ở quần cam lấy cắp quà dưới gốc cây Giáng sinh. Một vụ trộm xảy ra mới đây đã bị ghi lại trên video khi kẻ trộm xâm nhập vào một ngôi nhà ở Huntington Beach, quận Cam và lấy cắp những món quà từ dưới gốc cây Giáng sinh của gia đình nạn nhân. Sự việc xảy ra tại khu phố gần phố Springdale và đại lộ Edinger. Theo hình ảnh từ camera, tên trộm đã lục soát cả ngôi nhà, sau đó lấy đi những món quà dưới gốc cây thông Giáng sinh. Kara một người dân trong khu vực, cho biết điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh chàng này đúng là Grinch đã đánh cắp quà Giáng sinh. Chủ nhà dù không muốn bị camera ghi lại nhưng cũng đã chia sẻ video một người đàn ông đi ngang qua nhà mình. Đoạn phim cho thấy tên trộm vứt một thùng chứa đầy đồ đạc xuống sàn rồi lén nhìn ra cửa sau. Sau đó tên này đi đến cây thông Noel, nhanh chóng thu gom những món quà tặng và đồ điện tử nằm dưới gốc thông. Người chủ nhà nói rằng tên trộm thậm chí còn lục soát phòng ngủ của trẻ em trong nhà. Cảnh sát Huntington Beach đang tiến hành điều tra vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về cuộc bắt giữ được thực hiện. Đối với cư dân, sự việc này khiến họ cảm thấy bất an và lo lắng về tình trạng an ninh trong khu vực của mình. Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Alabama vừa phải lãnh án tù trung thân sau khi bị kết tội bạo hành con nuôi 18 tháng tuổi khiến cho cháu bé bị bể xương sọ và xuất huyết não. Ông Rich Jansky, tránh biện lý Russell Cowley cho biết, mức án này được tuyên phạt cho cặp vợ chồng mang tên April và John McDowell. Cả hai đều 32 tuổi. Ở Fort Mitchell, một khu dân cư cách thành phố Phoenix City khoảng chừng 10 dặm về phía nam. Gia đình của McDowell bị kết án hồi tháng 10 về tội bạo hành trẻ em nghiêm trọng sau một phiên tòa kéo dài gần 2 tuần. Trước đó vào ngày 22 tháng 8 năm ngoái, cô con gái nuôi 18 tháng tuổi của gia đình này được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi cháu bị rơi vào trong trạng thái lúc tỉnh lúc ngất thường xuyên. Theo lời của bị cáo April McDowell nói với nhân viên tổng đài 911. Các báo cáo y tế ban đầu cho thấy là cháu bé có nhiều vết thương ở các giai đoạn lành khác nhau, không giống với những vết thương thông thường ở trẻ mới biết đi, nhưng phù hợp với việc bị bạo hành. Hai vợ chồng nhà này bị bắt một thời gian ngắn sau đó và cháu bé được đưa ra khỏi gia đình này. Cháu bé được gia đình mặc đau nhận nuôi từ khi mới biết đi hồi tháng 5 năm 2020. Hiện nay cháu bé đang được một gia đình rất mực yêu thương chăm sóc. Biện lý Chelsea nói với đài truyền hình WRBL sau khi kết án hai cha mẹ nuôi độc ác này. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Thiếu niên 17 tuổi trở thành luật sư trẻ nhất tiểu bang California. Peter Park 17 tuổi ở California đã làm nên lịch sử khi trở thành một trong những luật sư hành nghề trẻ nhất của tiểu bang. Park là thư ký luật tại văn phòng biện lý quận Tulare đã đạt được một cột mốc quan trọng khi vượt qua kỳ thi luật sư California trong lần thử sức đầu tiên. Kỷ lục trước đây về người vượt qua kỳ thi luật sư trẻ nhất là 18 tuổi. Park bắt đầu học trung học năm 13 tuổi, ghi danh vào trường luật theo quy định của luật Tiểu Bang cho phép học sinh ghi danh thông qua kỳ thi thành thạo trình độ cao đẳng. Bất chấp những khó khăn, Park đã tốt nghiệp trung học năm 2021 và trường luật năm 2023. Park tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5 tháng 12 tại Visalia. Park mong muốn trở thành một công tố viên với lý tưởng duy trì tự do, bình đẳng và công lý cho người dân Tiểu Bang. Kỳ thi luật sư ở California được coi là kỳ thi khó khăn nhất quốc gia, bao gồm 14 môn trong 3 ngày, gồm cả các bài tiểu luận, câu hỏi trắc nghiệm và bài kiểm tra năng lực. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.